Chào các bạn đã đến với bài số 5, một bài rất quan trọng và thú vị ở trong khoa học làm việc về AngularJS. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Directive trong AngularJS. Nội dung bài học này chúng ta sẽ có khái niệm về Directive, các loại Directive trong AngularJS. Nó có hai loại, đó là loại sử dụng xây dựng sẵn của AngularJS và loại thứ hai là tự định nghĩa do các bạn định nghĩa. Bởi vì thư viện Directive có sẵn thì các bạn có thể không cần, không đúng yêu cầu các bạn và các bạn cần và định nghĩa thêm thì AngularJS hoàn toàn mở. Đây là một tính năng rất là hay của AngularJS. Khái niệm Directive là gì? Directive là một thành phần tính năng của AngularJS, nó giúp xây dựng các thẻ mở rộng cho HTML nhằm một mục đích nào đó. Thì các Directive có sẵn của AngularJS các bạn dùng cho các bài trước thì nó có tiền tố là ng, sau đó gạch dấu gạch ngang và đến tên của directive đấy. Sơ đồ các cái directive phổ biến. Các bạn đã dùng một số directive rồi nhưng các bạn không biết nó là cái gì. Bây giờ bài này chúng ta sẽ biết nó là một directive có sẵn được xây dựng ở trong thư viện Angular. Chúng ta có 5 loại khác nhau. Có các loại liên quan đến application. Chúng ta có ng-app để định nghĩa ra cái vùng phạm vi của ứng dụng, tức là khởi tạo của ứng dụng. ng-controller để khai báo một controller ở trong view. Loại thứ hai, loại form để validate các cái form như ng-matlab, minlab, require để validate form hoặc là để submit form. Các loại liên quan đến template, chúng ta có if, else, rồi switch. Chúng ta có các cái này để thao tác kiểm tra các cái condition, rồi các cái repeat để lặp view, rất nhiều thứ để làm việc với view. Các cái operation là đại diện các giống như các sự kiện ở trong SQL. Chúng ta có các cái directive để chỉ ra click, rồi train, rồi check, rồi selected. Binding có các cái directive liên quan đến binding dữ liệu như ngpy, ngmodel mà chúng ta đã dùng rồi đấy. Thì hôm nay các bạn biết đó là cái gì và thuộc nhóm nào, sau này các bạn học cũng sẽ rất nhanh. Các directive chính thì thường có 3 directive chính mà sử dụng xây dựng sẵn. Nó ng-app để khởi tạo ứng dụng, ng-init thì cái này mình chưa dùng bao giờ để demo cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ demo để khởi tạo dữ liệu cho ứng dụng, giống như là cái constructor ở trong lập trình OOP vậy. Rồi ng-modal để gắn kết dữ liệu đối với các gắn kết dữ liệu từ modal vào bind vào cái control bất kỳ. Tiếp theo, trước khi vào từ định nghĩa một directive thì chúng ta sẽ vào phần các cái directive chính. Ở đây chúng ta sẽ tạo mới một cái file HTML có tên là directive. Directive này chúng ta sẽ nhúng AngularJS. Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa một cái ng-app. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ng-app. Cái directive ng-app này nó tên của nó ví dụ như là demo. Đó, ở đây mình đã tạo một cái ng-app demo rồi, code JavaScript chưa có. Chúng ta sẽ cần một cái định nghĩa cái controller. Ng-controller là myController. Ok, các bạn đã dùng hai cái này rồi nhưng mà các bạn chưa khai báo được, chưa biết đó là cái gì. Vậy các bạn, ở đây mình sẽ tạo mới một cái app. Ở đây chúng ta sẽ có một cái file gọi là directive demo app, file để khai báo các thành phần như là ở đây. Chúng ta sẽ chỉ cần khai báo ra controller thôi, controller chúng ta không làm gì cả. Ở đây chúng ta sẽ có, mình hay viết theo cái cách này app, nhưng mà thông thường thì các bạn sẽ viết luôn và my app bằng angular. Ở đây chúng ta sẽ nhúng vào để cho nó lấy được cái reference và iteration angular module bằng demo. Sau đó chúng ta sẽ tạo mới một cái controller. Controller có tên là my controller function. Đây chúng ta sẽ nhúng vào một cái scope, just viết trên một dòng thôi. Đó, các bạn nhìn thấy là controller mình sẽ không làm gì cả, mình chỉ khai báo để cho nó không bị lỗi. Bởi vì khai báo đây là sẽ phải
Vậy chúng ta sẽ có một cái tip. Tip này chúng ta sẽ có một biến demo đây. Chúng ta không cần phải remove message, chúng ta không cần phải khai báo đâu. Nó dùng luôn cái ng init có sẵn. Chúng ta khai báo một biến, khởi tạo một biến demo message bằng welcome to đầy đủ đó. Các bạn nhìn thấy là biến này có, mình sẽ ví dụ hai biến, một biến là chúng ta sẽ để trong này và một biến thì chúng ta sẽ để ngoài. Vậy thì mình sẽ phải để cái controller này vào một cái div chứ không để bên ngoài. ng controller và ng div để bên trong một cái div, và chúng ta đặt một demo message đây và một cái bên ngoài, thì phạm vi của nó sẽ nằm ở trong cái controller này. Chúng ta sẽ chạy thử. Demo message ng read, ở đây chúng ta sẽ có một cái biến ng app rồi, ng controller. Vậy ở trong này chúng ta sẽ thêm lý thuyết thì chúng ta sẽ phải chạy được cái này ng controller. Ở đây là my controller. Chúng ta thử xem chúng ta có bị lỗi gì ở trong phần JavaScript không. Chúng ta có rất nhiều các cái lỗi. Ở đây có module demo không tồn tại. Ở đây module demo không tồn tại vì sao? Khi cái directive này ng app này được khai báo thì cái directive app này chúng ta sẽ đã khai báo cái module, tuy nhiên là chưa có tham số thứ hai đó là dependency. Vậy cái khâu cô lại khai báo bị sai, nó miss mất một cái module dependency này, cho nên là nó bị lỗi và chúng ta sẽ defend lại. Quan nhìn thấy là chúng ta chỉ nhìn thấy một cái welcome message ở bên trong controller thôi, còn bên ngoài controller thì chúng ta sẽ không nhìn thấy. Và bây giờ mình sẽ đổi vào trong, như bạn nhìn thấy là nó đã có hai. Vậy các bạn nhìn thấy các bạn có thể init được dữ liệu ở trong cái directive ng init này, và ba cái directive này là ba directive chính và các bạn hay dùng nhất ở trong MLZ. Tuy nhiên là ng init thì ít hơn mà các bạn thường init ở trong controller. Tuy nhiên có những thành phần chúng ta không định nghĩa controller, chúng không muốn định nghĩa trong controller thì chúng ta sẽ định nghĩa trong ng init này. Đó là directive có sẵn, một số các directive có sẵn. Và các bạn trong quá trình học thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Và bài này chúng ta chỉ cần học về directive. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tự định nghĩa một cái directive. Vậy cách tự định nghĩa một directive thì chúng ta sẽ phải tuân theo cái quy tắc của nó. Cái directive tự định nghĩa chúng ta có thể định nghĩa ở trong phần file riêng chúng ta nhúng vào, hoặc chúng ta có thể định nghĩa luôn ở trong câu lệnh này. Ở đây chúng ta chấm luôn directive. Chúng ta dùng phương thức directive để khai báo một directive. Ở đây chúng ta có tên directive, ở đây chúng ta sẽ là login form. Ví dụ thế chúng ta dùng chung, hoặc là một cái welcome. Nếu có nhiều từ hơn một từ trong đặt tên directive thì chúng ta sẽ viết hoa cái chữ đầu tiên, thứ hai, sau đó một cái phân xần con vách vào. Nó nhìn thấy viết cách nghĩa của nó rất giống SQL, đây gọi là method chaining. Chain. Ở đây chúng ta phải return ra một cái template. Bắt buộc trong một directive phải return ra cái gì đấy, bởi vì đại diện nó là một, khi mà chúng ta sử dụng bên ngoài thì nó là in ra một cái gì, một cái HTML. Vậy chúng ta sẽ có một lệnh return và một đối tượng, trong đó có thuộc tính template là một trong thuộc tính trả về của directive. Chúng ta có welcome to table directive. Đó, các bạn nhìn thấy là nó trả về một hàng chữ này. Chúng ta cho một cái thẻ H1 vào. Trong này chúng ta hoàn toàn có thể là cho HTML vào đây được. Welcome text, và ở bên ngoài chúng ta sẽ, mình sẽ bỏ hai cái này đi, chúng ta sẽ đặt một cái div. Ở đây chúng ta div này chúng ta sẽ sử dụng nó directive như sau. Tên của directive là welcome text. Vậy cái chữ text này chúng ta sẽ cách ra sẽ là well, chúng ta sẽ thay bằng dấu hành ngang welcome text. Ok, như vậy là chúng ta đã định nghĩa một cái directive có sẵn và chúng ta sẽ chạy thử.
Đó, bạn nhìn thấy là bạn đã định nghĩa một cái Directive Custom. Trong này nó cũng sẽ có các tùy chọn khác nhau. Để ví dụ như các bạn có thể tạo mới một HTML đây. Bạn có thể tạo một chuỗi HTML đây. Sau đó các bạn nhúng vào thay vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ ngắn hơn. Kết quả vẫn như vậy. Ngoài ra các bạn có thể lấy cái này từ một file riêng. Mình sẽ lấy một cái file intro này. File mình sẽ tạo mới một cái file directive. Ở đây mình sẽ là custom directive. Và mình sẽ viết một cái table ở đây. Login name. Một cái TL và TD, hai cái TL vậy. Password một cái đó. Thì ở đây mình sẽ thay vì mình viết cứng HTML, ở đây mình có thể lấy luôn một cái template từ directive custom directive.html đó. Thì các bạn nhìn thấy là nó template này chúng ta không dùng thuộc tính này nữa mà chúng ta phải dùng template URL, bởi vì như thế nó nhận ra được đây là một cái URL chứ không phải là cái chuỗi. Vậy chúng ta dùng trong này chúng ta có các thuộc tính khác, tuy nhiên là trong bài này chúng ta chỉ cần học về cách tạo một cái custom template trong custom directive, rồi cách định nghĩa nó và cách khai báo nó, sử dụng nó. Các bạn chú ý là tên của nó bên trong định nghĩa sẽ là có dấu hoa, chúng ta sẽ biết là cách phân tích từ của nó vào một dấu gạch ngang. Như vậy các bạn có thể sử dụng directive ở trong một số trường hợp. Ví dụ các bạn có một đoạn HTML là các bạn dùng chung thôi, rất nhiều thứ rửa chỗ, và các bạn có thể dùng lại. Ví dụ như là những cái directive sau này như là paging, cái phần paging chúng ta có thể để vào một directive, phần menu chúng ta có thể để một directive, rồi rất nhiều thứ mà chúng ta cần dùng lại thì chúng ta biết để vào directive. Thì đó là lợi ích tuyệt vời của directive trong AngularJS mà chúng ta cần tận dụng. Và cuối cùng là cách định nghĩa thì mình đã nêu ở trong này rồi. Ngoài các tính năng hỗ trợ sẵn thì chúng ta có phương thức directive để khai báo một cái directive mới, tên của nó phải phân tích bằng dấu gạch ngang chẳng hạn, như là tên là tdo directive này, nhưng tên trong khai báo sẽ là tdo directive như thế này. Và các cái định nghĩa được định nghĩa các cái directive khác mà phức tạp hơn sẽ dần dần mình sẽ hướng dẫn cho các bài sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.